Ok, sắp xong rồi. Kai ơi, bình tĩnh đi mà. Sim nè, Kai ơi. Kai. Ý. Ý. Hả? Ồ, bà Sim đang ngủ chưa ta? Ý, hình như là bà chim bây giờ là bà đang ngủ rồi. Chắc là bây giờ mình phải đột nhập vô tươi. Ý, quý. Tí. À, phải thật là chậm rãi thôi. Nếu không thì bà Sim sẽ phát hiện mất. Bây giờ thì mình sẽ từ từ đi vô căn hầm bí mật của mình thôi. Căn hầm của mình nó ở đây rồi. Bây giờ mình phải gọi là đẩy mấy cái thứ này ra mới được. Ok, bây giờ thì để cái này ra chỗ này đi. Để cái này ra đây, đó, để bà đến đây đi. Bây giờ mình sẽ phải xuống căn hầm thôi. Đúng rồi, bây giờ mình phải chế ra cái này nè. Bỏ công công thức thì vô nè. Rồi thêm cái nhánh hoa này vô nữa. Cuối cùng mình cũng đã xong rồi. quên mất. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Thì như các bạn cũng đã thấy là hồi nãy giờ mình đã ngồi trong phòng thí nghiệm để chế tạo một loại thuốc đúng không? Và chắc hẳn là các bạn không biết là hồi nãy giờ mình đang chế tạo cái gì đâu. Và mình đang gọi là ngồi ở đây trong cái căn phòng này, mình vừa mới chế tạo được một lọ thuốc có thể khiến cho mình có thể biến thành zombie. Và một điều đặc biệt nữa là tại sao mình lại chế tạo cái viên thuốc này? Mình chế tạo nó để mình chọn Simi các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình sẽ gọi là thử thách 24 giờ, thử thách một ngày trở thành zombie để chọn Simi và để xem là cảm xúc của Simi như thế nào nha. Và nếu mà bạn nào yêu thích video này thì đừng quên để lại cho mình một nút like cũng như là để lại bình luận bên dưới số 1 nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình phải chuẩn bị cho cái màn tròn này thôi. Trời ơi, mấy vợ này vừa giữ bệnh nhưng mà vẫn không giữ bệnh được. Khó chịu thật sự luôn á. Quên mất. Ok, hello tất cả mọi người, mình là Sim này. Và chào quay trở lại video của mình. Và chào quay trở lại video Minecraft nha nha. Ok, thì dâm sầu cho tới bây giờ bệnh của mình vẫn chưa lành nặng các bạn ơi. Cay cú thật sự. Quên mất. Và ok, và trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên để nút đăng ký, nút like và đừng quên bình luận phía dưới nếu các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo nha. Và đừng quên lắc cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Ok nha nha. Thật tần á. Hôm qua tới trường bây giờ vẫn chưa thấy ông Kyron, hơi là lạ vậy ta. Đúng quá trời luôn các bạn ơi. Ok, để mình coi coi. Hôm nay mình hơi nói nhỏ nên các bạn có gì thông cảm cho mình nha. Sao mình ngửi thấy cái mùi gì kỳ kỳ vậy ta? Hả? Kỳ vậy? Ủa Kyron kìa, ông đang làm cái gì vậy? Đang làm gì vậy? What the heck? What the heck? Bé nói vừa. Hả? Máu? Cái đó đang làm gì vậy? Hả? Cây! Không được, không được, không được, không được, không được. Cây! Hả? Để xin chút nha.
Ok, được rồi, một chút nữa. Ok, sắp xong rồi. Cái ơi, bình tĩnh đi mà. Xin nè, Cái ơi. Cái tôi nè, không nhớ tôi đây hả? Chết rồi, chết sao đây? Tự nhiên Cái ơi, biết là zombie là sao vậy? Cái ơi. Cái ơi. Không được. Chắc là Kairon đói rồi, để xin chút nha. Con thỏ nè. Để mình coi. Zombie thì nó rất thích ăn thịt sống, để mình coi. Cái ơi, xin có một chút thịt heo sống nè, Cái có ăn không? Nè, ăn đi. Nè, còn một cái nè, ăn này. Đây, đó. Nhưng mà tại sao Cái bị biến thành zombie vậy? Cái có nhớ không? Cái ơi. Simi. Cô đặt Simi. Tên Sim á? Thôi nhưng mà không được nhỏ cắn tôi nghe chưa? Cái dữ. Cái ơi, mình tận đi mà. Mất tiêu rồi. Chết rồi, giờ sao đi các bạn? Bé mưa ơi, Cái ra với thằng Nhân Viên mất tiêu rồi. Tôi khổ quá mà. Trời ơi. Bà chim bà ngủ mất tiêu rồi. Trời đất ơi là trời. Công nhận là tôi giả, tôi làm zombie mà bà Sim mất thương tôi dễ sợ không mấy má. Trời ơi. Coi kìa, tôi nằm ở đây tôi ngủ mà bà cũng ngồi đây bà canh, bà cầm miếng thịt sống cho tôi nữa. Thương quá à. Nhưng mà thôi không sao. Trời ơi, người ta nói á, lẽ cho nhau chính là hương vị của tình yêu. Cho nên á, lâu yêu nhau mà không có những cái trò cho như thế này nó chán lắm. Cho nên là cho một lần tới. Mình không biết là sau vụ này thì mình có còn sống nữa hay không. Nhưng mà thôi kệ đi. Ok. Hình như ta trời tối nè. Thật sự thì mình không hiểu tiếng zombie nha lắm. Có phải là Cái muốn ra ngoài chơi đúng không? Ok. Nhưng mà không được chạy quá xa nha. Nhớ nha. Chắc chưa? Đợi tôi chốt và tôi thả này coi. Ây da. Mệt vậy. Ok, đi. Đừng có cắn tôi mà. Không được. Có ai hiểu Kairon nói gì không vậy? Độc quá à! Thôi, đi về. Sáng rồi kìa. Trời sáng kìa. Mưa ơi, đi vô nè, Kairon, đi vô. Mưa, đi. Đi vô nè, sống rồi. Trời đất ơi, sao tôi cảm giác như tôi đang quả một em bé gì trời, khó khăn quá. Mình tận nha, Kairon, mình tận. Rồi, lên, ngồi đây. Bình tĩnh.
Trời ơi, cay ơi, bình tĩnh, cay ơi. Cay ơi, cay ơi, bình tĩnh đi mà. Cay ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cay ơi, bình tĩnh, cay ơi. Giờ sao ta? Còn cách nào cho cái tên ngốc này trở thành người thừa mới được cái tên này? Ta sẽ lấy tổ độc gì đâu? Zombie! Cay ơi! Cay ơi, tại sao vậy? Ủa, vụ gì vậy xím, vụ gì vậy? Tại sao mày biết là zombie vậy? Không biết tôi lo giống lắm không? Biết là zombie gì? Tại cay mà biết là zombie, cay cứ kiểu... Ủa, ý xím là con này hả? Hả? Ủa, ý xím là zombie giống con này hả? Ủa, con này hả? Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tại trời suối đắng khiếp. Không phải tại... Ông chết luôn.